Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 1 sách giáo khoa trang 44. Đề bài như sau. Có 3 hóa chất sau đây: ethylamine, phenylamine, ammonia. Thứ tự tăng dần lực bazơ được sắp xếp theo dãy. Đáp án A: ammonia, ethylamine, phenylamine. Đáp án B: ethylamine, ammonia và phenylamine. C: phenylamine, ammonia, ethylamine. D: phenylamine, ethylamine và ammonia. Thì để làm được bài tập này, một bài tập so sánh lực bazơ đúng không nào? Chúng ta có thể xem lại sách giáo khoa phần tính chất hóa học của amin. Trong sách giáo khoa trang 42, 43, chúng ta có tính chất hóa học của amin, đó chính là tính bazơ. Ở đây, người ta nhận xét rằng các amin thì tan nhiều trong nước và có khả năng làm xanh giấy quỷ hoặc làm hồng phenol phtalamin. Có lực bazơ mạnh hơn ammonia nhờ ảnh hưởng của các nhóm ankin. Và chúng ta có thể so sánh lực bazơ. Ở đây đại diện là một amin no, sau đó thì sẽ đến ammonia và cuối cùng là một amin thơm, đúng nào? Vậy thì chúng ta lưu ý để làm được bài tập này. Để làm được bài tập số 1 này, chúng ta lưu ý cho cô. Lực bazơ của các amin sẽ sắp xếp theo thứ tự sau. Lực bazơ yếu nhất đó chính là của amin thơm, đúng nào? Tiếp đến sẽ là của ammonia và cuối cùng là của amin no. Vậy thì dựa vào lưu ý này, chúng ta có thể sắp xếp được. Ở đây amin thơm đó chính là phenylamine sẽ có lực bazơ yếu nhất, đúng nào? Sau đó thì sẽ đến ammonia và cuối cùng đó chính là ethylamine. Vậy thì đó chính là thứ tự sắp xếp tăng dần lực bazơ. Và chúng ta sẽ nhìn sang đáp án. Ở đây đáp án nào là đáp án chính xác nhỉ? À, chúng ta nhìn thấy đáp án C chính là đáp án chính xác. Phenylamine, sau đó đến ammonia và cuối cùng là ethylamine. Vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án C là đáp án đúng, đúng nào? Chúng ta lưu ý, ở bài tập này, thứ tự tăng dần amin, lực bazơ của amin ý, thì được sắp xếp theo các amin. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta có các amin no thì amin bậc 3 sẽ hút E và đến amin bậc 2 rồi mới đến amin bậc 1. Sau đó thì sẽ đến ammonia và tiếp đến thì sẽ đến các amin bậc 1 đẩy E, amin bậc 2 đẩy E và amin bậc 3 đẩy E. Thường những nhóm đẩy E đó chính là những gốc ankin. Đây chính là những nhóm đẩy E. Ví dụ như là CH3 hay là C2H5. Các nhóm mà chứa cặp E mà chưa liên kết, ví dụ như là OH hay là NH2. Còn nhóm húp E chính là các nhóm mà có liên kết bi, ví dụ như là phenin, đúng nào? Liên kết bi hút E rất là mạnh. Vậy thì nếu như mà bài tập này mà cho là có gốc benzen, có cái vòng thơm đó, amin no và amin thơm, thì chúng ta cần phải sắp xếp theo thứ tự là từ bậc hút E rồi đến đẩy E, đúng nào? Tuy nhiên với bài tập này thì người ta chỉ cho 3 chất, đó chính là ethylamine, phenylamine và ammonia. Vậy thì ammonia sẽ ở giữa
nhỏ nhất đó chính là amin thơm và lớn nhất đó chính là amin no. Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 1 sách giáo khoa trang 44. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.